dạ em chào anh ha em chào toàn thể quý cô chú anh chị cũng như số anh em đã đăng ký trong cái kênh là của mình em nay nhà vườn minh tiền của em á em đưa lên một số mặt hàng đang thanh lý xã kho kính gửi đến quý cô chú anh chị à, ủng hộ nhà vườn của em dạ trước hết là trên cái bàn xây của em là gồm có bốn cây linh sam cái dòng này là dòng sông hình lá trung hả cây rất là già cốt cành là cắt giật hết dạ. đặc biệt là thanh lý xã kho ha đồng giá 600k em bao ship luôn chậu. Dạ, à, em xin phép, số điện thoại của em cũng là cái số Zalo của em ha, 0815 869135. Nhà vườn của em là địa chỉ ấp uh, 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 xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Dạ, em xin phép đo thông số những cây này và em cũng xin nói rằng cái nhóm này của em là có số lượng rất là nhiều. À, ví dụ như anh em nào có, có nhu cầu để thương mại cái mùa Tết, dịp Tết này ha, cứ liên hệ qua số điện thoại cũng như là cái giao lưu của em. Em xin nhắc lại 0815 869135, số lượng không hạn chế rất là nhiều. Hoành trung bình những cái em này là từ 23 cho tới 28 hoành ha. Những cây mà trực nè, những cây bay nè, những cây thấy thác đổ ha. Vàng chi râm thì rất là già rồi, cây cũng rất là già, da nó trắng luôn ha, quý cô chú anh chị. nhà dạ, em xin phép đo một cái cây ví dụ điển hình ha. Dạ, ví dụ như cây đây đi, gần ngay chỗ cái màn hình của mình em xin phép đo ha dạ hoành thân trung bình ha dạ, trung bình em này là 22 nha dạ, 22 chiều cao của nó là 32 nè dạ cái tán bay em này là 66 nè đó số lượng rất là nhiều mong quý cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em rất là nhiều và nhiều hơn nữa đồng giá xả kho 600k bao ship cây luôn chậu nha quý cô chú anh chị dòng này là sông hình lá trung ha em đem lên những cái cây này là những cái cây điển hình thôi Ví số lượng em rất là nhiều, em không có thể nào mà đem lên hết được. Anh em cô chú anh chị nếu mà có cần cái dòng này á, cứ liên hệ với số điện thoại của em, cũng như là cái Zalo của em là 0815869135. Dạ em xin chân thành cảm ơn. Dạ, em xin phép là xuống bốn cây này để em lên những cây khác cho anh em mình ha. Dạ, em xin phép em lên nè một cây linh sam này đi cũng là linh sam đi đang có xu hướng luôn ha dạ đây cũng là một cái tác phẩm linh sam dòng này là dòng sông huynh lá trung nha quý cô chú anh chị cây thì rất là sạch ha co rất là duyên đặc biệt có phong tàn mịn vấn đề mịn thì mình khỏi bàn cãi nữa Hàng này em nuôi là nói chung là cắt giật hết nha quý cô chú anh chị Đạ. tầm này em giao lưu với quý cô chú anh chị là một triệu ba mà cái nhóm này nó cũng rất là nhiều hàng ngàn cây một triệu ba đồng giá em bao ship cây luôn chậu quý cô chú anh chị những cái cây nào em chưa ép chậu như thế này nó nằm trong cái chậu nhựa mà, nằm trong cái sọt đen á thì em giảm cho 100 k tức là còn là một triệu hai em vẫn bao ship dạ em xin phép em đo cái cây này để quý cô chú anh chị mình hình dung được cái cây này ha dạ hoành em nó là 27 nè cao em nó là 43 ha tán ngang là 70 nè dạ em xin phép em quay vòng nha cây này phơm tàn rất mạnh cốt thì đại đa số là cắt giật giá em đang xả kho thanh lý quý cô chú anh chị ơi số lượng hàng nghìn cây cây những cái cây này là cái cây điển hình nè em mang lên cây rất là già da trắng luôn rồi. phơm tàn thì khỏi bằng cải rất là mịn nó đồng 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 giá đồng lô nghe quý cô chú anh chị nhiều cây dáng thế nó khác nhau em xin phép xuống cái này ha mình lên mấy cây me nhỏ nhỏ đi em thay đổi không khí đi em xin phép đây là cũng Giới thiệu cho quý cô chú anh chị một số mặt hàng. Hàng này là hàng mấy cái me, me mà mini để bàn nha quý cô chú anh chị. Hàng mini để bàn. Giá nó cũng vài xị. Nữa, cây nữa đi. Bạn mình giới thiệu sản phẩm mình luôn mà. Rồi, em xin phép quý cô chú anh chị cùng các nhà vườn khác. Đây là một cái lô me nhỏ và quái và em xin nhắc lại nãy giờ em quên nhắc cái vấn đề này vừa rồi là cái mã số của em là a a ví dụ a 1 a 2 kỳ này là b ha quý vị quý cô chú anh chị xem cái những cái mã số này á, ghép lại với em dùm b ví dụ như đây b 41 nè rồi b 42 chẳng hạn để em nhắc từng mã nhiều khi anh chị mình có cần mà mua bán này liên, liên lạc này nọ nói cái mã mà a mới b là em dễ nhận xét ha để em dễ báo giá rồi em xin phép Nhắc lại những cây me này, em uh, giao lưu với uh, quý cô chú anh chị đồng giá đang sale sập sàn luôn. 700k em bao ship cây luôn chậu nha quý cô chú anh chị. Mỗi cây, dạ mỗi 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 một cây là 700k. Dạ. Bình thường là những hàng này là bên em là em sale là 750 cây luôn chậu nha. Nay là còn 700k. Không phải là gì tại vì nhà vườn của em số lượng rất là nhiều. Cũng như là anh em em xả kho. <laughs> Nhà em cũng như là coi như em giảm giá để em kính gửi tới cô chú anh chị mình những cái tác phẩm me chua này để mà mình để bàn chân tết rồi chơi ha hoặc là mấy ngày thường cũng được em xin phép okay. dạ okay. dạ ok thôi em đo cái cây mà tầm trung bình đi ha cây bên kia thì cây to quá em đo cây trung bình dạ em đo cái thông số trung bình để anh em mình có thể hình dung mừng tượng nó được dễ hơn ạ em xin phép em đo ha đây là cái hoành cũ em nói nè đo đại 31 mươi một đế 31 em xin uh, xin lỗi hoành cũ 30 mươi đế 31 quần cũ 30. Dạ cao là 43. Tán thì rất là gọn rất mini ạ. Tán nó có 28 ạ, tùy theo cây tùy theo tán ha. Dạ em xin phép xuống những cái cây này. Dạ me chua hết anh đồng giá, có bên đó có một vài cây me ví dụ như me ngọt ha. Me ngọt thì đọt đỏ nè anh. Ví dụ như cây đây là me ngọt anh. Anh em nào có cần me đỏ, me ngọt thì cứ liên hệ bên em. Có số điện thoại cũng như là cái số Zalo của em là 0815869155. Dạ em xin cảm ơn ha. lên cho anh thêm cái này nữa đi để xa xa ra để cho nó căng căng cái bằng xoay rồi em lên cho anh thêm một cái cây gì nữa đi Đây, em gắn để cái mã số lên nữa anh em mình dễ nhận nhận biết ha Hử? rồi ok để cho nó động bằng xoay. vậy thấy không ta rồi, chắc thấy mà ha dạ và dạ, kế tiếp nữa là à, gồm có bốn tác phẩm dạ hai cây uh, cần thăng em ghép uh, tắt mỹ cẩm thạch nha quý cô chú anh chị dạ hai cây cần thăng ghép uh, tắt mỹ cẩm thạch hai cây này số lượng em cũng chủ yếu là mang lên để em quảng cáo cái số lượng nhà vườn em cũng tầm vài trăm cây dạ hiện giờ là cây đen cho hoa là cho trái rất là nhiều nha quý cô chú anh chị hoa trái trái to hơn có nhiều luôn ha đó mỹ cẩm thạch gốc của mẹ nó là gốc cần thăng và cái dòng này là rất là dễ sống nha quý cô chú anh chị và một cái tác phẩm cần hăng luôn và mã số là B36 rồi B40 uh, 24 chẳng hạn còn uh, những cây linh sam ví dụ như cái mã hồi nãy nguyên cái nhóm hồi nãy em nói là một tầm 1.000 cây em đang thanh lý ở xã kho trong khi đó có cây này luôn những cây này điển hình em mang lên ha ví dụ như cây này thì cũng là đồng giá 1.300k em bao ship cây luôn chậu đây em xin phép em đo cái hoành ha hoành nó cũng tương đương nha hoành cây này là em này là 30 nè quý cô chú anh chị ơi hoành 30 ha cao em nó nè cao em nó là 36 và dạ, cái hoành với cái chiều cao này kia là em trừ hao hết ha. Cái tán bay của nó là 74 ha. Dạ, hoành thật của nó là như vậy Còn đây một cái tác phẩm cần thăng. Em cũng đồng giá luôn. Em sẽ đồng giá với những cái cây uh, linh sam nhỏ hồi nãy. Cây này đây là 600k bao ship luôn ha. Ship luôn chậu. Đây là một cây cần thăng quái. Mã số uh, B24. Em xin phép mình đo cái hoành, 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 đế trước. Hoành đế là 40 ha cây này cây cũng không được lớn cho mấy nhưng mà có cái cây này rất là già rất là quái à hoành ngay đây là 23 cái đường thân co quái rất là duyên ạ à. cao em nó là 37 và dạ, đồng giá những cái cây linh sam em đang thanh lý của cái nhóm trước là 600k bao ship còn những cái cần thăng này á, là cần thăng ghép mỹ cẩm hạch thì em đã nói rồi hoa trái nó rất là nhiều ha dạ em xin phép mang quay vòng nữa anh em mình ngắm và dạ, cái này là 500k em bao ship mỗi một cây số lượng anh em là ưu tiên số lượng mà nhiều em còn giảm giá rồi em xin phép à, xuống à, những cái cây này để em giới thiệu những cây khác cho anh em mình nữa thể mà nào mà vừa mắt có thể mà tương tác với em ạ à. rồi cưng lên cây, cây mai nó đi lên cây mai nó đi không cứ để bình thường sao không sao hết đưa lên bình thường đưa lên anh em đưa lên đấy nghe này nè Nghe, 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 không có gặn, <laughs> dạ kế tiếp đây là một cái em uh, mai chú thủy nu da đen nha nu da đen, dạ nu da đen hàng này uh, số người gọi là nu cây lậy ha cây này rất là già luôn cái da nó móc trắng luôn ha nó lên cám nha lên trì lên lên cám luôn dạ cái hàng này em uh, nuôi ở dưới đất này được 7 năm nghe quý cô chú anh chị em sẵn em cũng sale luôn bên em còn cũng rất là nhiều những cái tác phẩm như thế này nha tàn nó cũng mịn như thế này mỗi một chuyến em lên chừng tầm hai cây ba cây gì đó dạ những cái cây này những cây đại khái bên nhà vườn của em em xin phép em đo thông số cây này cho quý cô chú anh chị mình mường tượng được ha trước hết là em đo cái hoành đế em đo là em đo trong cái đó là hoành đế hoành thân đều thật hết nha có chừng hao đế em nói là 95 mươi dạ Hoàn thân em đo ngay đây là 42 Dạ Cái này là đo trừ 2 em đo trên luôn nha Trên cổ Dạ còn cao em nói là 43 nha quý cô chú anh chị Cây em xin phép em nói vấn đề cây này luôn Em nuôi dưới đất này được 7 năm rồi Cây này nó bo sẹo Kéo hết sẹo luôn nha Liên tích luôn Cây thì già thì khỏi nói vấn đề già rồi 7 năm Rồi cây này em xin phép giao lưu với quý cô chú anh chị á Là 12 triệu cây luôn chậu Bao sống luôn Dạ. Cây có trục trặc gì cứ liên hệ bên em rồi. Nếu mà lỡ có trục trặc chết chóc thì cứ đổi cứ đổi trả. Rồi, quý cô chú anh chị ngắm giúp em cây này ha. Còn rất là nhiều luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép anh xuống cây này ha. Rồi, anh em mình xuống cái này này. Chúng cây này nè. Xuống đất đi. Rồi em lên cặp xăm hương còn vườn em cũng có mấy trăm cây luôn còn có vài cây cứ đưa cây hay cây me lên nữa đi thôi đưa cây linh sam lên đi cho nó nhẹ cái nào cũng được à rồi trên bàn xây của em là hiện thời bây giờ là gồm có 3 tác phẩm nha một cặp sam hương lá nó nhỏ rồi nha cây này nó nuôi rất là lâu lá nó nhỏ này và một em linh sam chân dài Hàng này hàng em đang thanh lý đang xả kho luôn quý cô chú anh chị ơi. Dạ. Nhà vườn bên tiền của em hân hạnh phục vụ cô chú anh chị ha. Ừ. Có cần cây gì á mình thương mại mùa Tết cứ liên hệ qua Zalo của em ha. Số điện thoại Zalo của em là 0815 năm. Dạ em xin phép ha, em báo giá hai em xăm hương này, em đang thanh lý xả kho. một triệu tư một cặp, anh em nào mà lấy một cặp em sale em giảm 50k em bao ship tới nhà luôn nha. Cây này về xả kẻm được mà em vẫn còn để kẻm lý do, em để kẻm nên cô chú anh chị mình vận chuyển ha cái đường nặng cho nó tiện rồi về nhà chịu cực xả cảm giúp em ha hàng này già rồi Già đồng hồ bên cạnh hai cây sâm hương này là một em linh sam chân dài hàng này trồng từ nhỏ lớn nha khúc này là mấy cái eo eo của nó nè em cột dây rút em rút lại còn hàng trồng ống là nó sõm sõm xuông ha Mà cái hàng này nó nằm khơi ngoài trời cho nên nó già rồi cái hàng này em đồng giá luôn còn rất là nhiều luôn 900 k bao ship luôn chậu nay đang sổ luôn dạ em xin phép em đo ha mình đo mình mượn tượng cái mã số anh em nào có cần liên hệ mà số nhiều đó liên hệ bên số điện thoại cũng như là zalo của em em đo phần dưới đây hoành em nó được 22 ngay cái eo này nè cái eo này là dây rút em cột 17 nó từng khớp từng khớp hết nha đây 19 thân của nó 11 ha Cây này cắt giật hết nha quý cô chú anh chị dài em nó là 46 rồi em xin phép đo cao ha cao em nó là 51 hàng này nuôi đồ cắt giật hết nha quý cô chú anh chị ơi Dạ 900 đúng rồi anh Dạ giá cả Số lượng rất là nhiều luôn đây Hàng này nuôi được cắt giật hết ha Còn những em xăm hương này cần thì Không mà hàng xăm hương này em còn cũng không có được nhiều Em đang thanh lý xã kho còn một vài cây thôi ừ. Hoành Rồi em cũng xin phép em lòn đo cái hoành nó đi Để mà cô chú anh chị mình có thể mường tượng Hoành em này là 10, 16 nha 16 còn đế thì rất là to rồi Thì cây kia nó cũng lớn hơn cây này Em cũng hao hao vậy ha Quý cô chú anh chị có cần thì em đo cho 47 ha, đế 47 mã số em này là B26 ha Rồi còn em này để em xây ra cái mã số cho anh em mình ngắm luôn nè Đây B272627 nha một cặp là 1 triệu tư Nếu mà lấy cho em một cặp này em giảm 50k rồi xuống em Hàng em thường chậu nha quý cô chú anh chị Rồi em giới thiệu tới nữa đó, là những cái cây à, xăm núi trái nha, thanh lý xả kho còn rất là nhiều quý cô chú anh chị ơi, em đang thanh lý nè, trên bàn xây của em là gồm có bốn em à, xăm núi trái ha quý cô chú anh chị, dạ, mã số à, cây này là B08 nè, B07 nè, B06 nè, dạ bên đây là B05, nguyên cái lấp nó em còn số lượng rất là nhiều. Những cái cây này là tai tàn nó rất là mịn rồi nha Cây hiện thời giờ đang trái nhưng em mới con tàn lại Những cái trái đó em bấm bỏ hết ha quý cô chú anh chị Phơm tàn rất là mịn rồi, rất ấm rồi Để coi em tìm cái cây nào có trái đâu ta Rồi lỡ xay qua vòng tìm những cái cây nào có trái để mà Mình ví dụ hàng này đang mang trái rồi xong xuôi em á Em bấm bỏ em con tàn lại cho nên giờ trái nó rụng hết Mà bây giờ cái dòng này rất là dễ trái nha quý cô chú anh chị đây 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 trái nó rất là nhiều và rất là sai luôn em bấm bỏ hết em con tàn hết quý 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 vị ơi đây đồng giá em uh, thanh lý hết đồng giá 600k một cây em bao ship vậy là em uh, đóng hùng em gửi nha quý của chú anh chị dạ rồi em uh, xin phép em đo ví dụ một cái cây một cái hoành cụ thể như cây này do cái này dính cái nu hoành áo 15 nè Em né cái nu thôi cái nu nó có hành nó to ra nữa Hoành em nó là 15 Trung bình là 15 nghe quý cô chú anh chị Trung bình là 15 Có thể là to hơn có thể là bé hơn mà đại đa số to hơn Cũ của nó là 37 Đế 37 Em xin lỗi Và dạ, cao em nó được 28 ạ Như cây này là cây trực cành phóng Cành phóng với cái tán mọt của nó là 47 nha Dạ Rồi em xin phép xuống cái lô này anh em nào cần số lượng nhiều thì cứ liên hệ số điện thoại của em ha cũng là cái số zalo của em không tám một nhà nhà vườn minh tiền của em hân hạnh phục vụ quý cô chú anh chị ạ lên cho anh một vài cây nhỏ nữa đi cưng này anh em nào hả chịu cực làm tiếp không 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 cưng lên mấy cây khác đi lên cái dòng mà linh sam đỡ lỡ không em rồi sau lưng ha dạ trên bàn xây của em gồm có hai tác phẩm thứ nhất là một cái tác phẩm xâm hương rồi kế bên đây là một cái tác phẩm sông hình lá trung là cây linh sam bông tím là cái lô mà vài trăm cây thậm chí có ngàn cây em đang thanh lý xã kho đó 600 k bao ship á bao ship luôn chậu đây thì em mang lên những cái cây này ví dụ điển hình còn cái cây linh sam sông hình này em không có À, đo cái hoành hoặc là chiều cao làm chi bị gì cái hoành em bao từ 22 23 gì đó tới 26 27 à. Rồi chủ yếu là cây sâm um, hương này ha. Cái xăm hương này dán đổ ha. Cây nói chung là bể đế rất là quái luôn à, đường thân co này rất đẹp luôn. Anh em nào về chiều cực ha. À, cắt giật cốt lại. Còn ở không có nhu cầu thì em tin em thì em cắt giật luôn cho. Nè, cái đường thân co rất đẹp luôn nha. Cây rất là già. Rồi em cũng xin phép em đo cái hoành cũ em này đi. Chủ yếu là em này em thấy nó đẹp này Duyên nè em Muốn giao lưu quý quý của chú anh chị nè Dạ cái hoành đế Hoành đế tổng đế là 68 nha quý của chú anh chị Dạ cái hoành thân To thì nó rất là Duyên luôn Hoành thân em nó là 32 31 luôn á 31 thôi Trừ hao 31 thật á Rồi cao là 30 ạ Tán bay em nó là 75 Dạ rất là to là co đường thân rất là duyên luôn quý cô chú anh chị ơi cái số lượng hàng này em cũng còn nhiều dạ em xin báo giá em này đồng giá là một triệu rưỡi em bao ship cây với cái chậu nhựa như thế này còn rất là nhiều một triệu rưỡi em bao ship cây sam thì cái dòng này cái nhóm này á thì em đã báo giá rồi nguyên một cái lô của nó dạ nguyên cái lô nó khoảng tầm năm sáu trăm cây ngàn cây luôn hoành nó em bao từ 23 cho tới 27 28 nha cốt này chia là cắt giật hết là em đang thanh lý xã kho 600k đồng giá cần cái dáng thế như thế nào cứ nhắn tin qua Zalo của em Zalo của em là năm, Dạ em xin chân thành cảm ơn mong quý cô, cô chú anh chị có thể ủng hộ nhà vườn em nhiều hơn là không em? Đẩy cây kia qua anh chút Không sao đâu Ok Review này hơi bị nhiều Dạ Đây là lô linh sam lớn của nhà vườn em ha Lô linh sam mà đang hành lý số lượng hàng ngàn cây nè Đây Bộ tán đó nay nuôi này tầm khoảng 2 năm rưỡi nha quý của chú anh chị ừ, Em xây lắc lượng một vòng mà để mà cô chú anh chị có thể là ngắm cái nhóm linh sam này Những cái cây như thế này đây là em hành lý 1 triệu ba đồng giá số lượng tầm khoảng 1 ngàn cây cây luôn chậu em bao phí ship tới nhà của mình và những cái cây mà còn em chưa ép chậu là một triệu hai em bao dẫn bao ship em trừ hao khấu trừ cái chậu này 100k anh em nào mà, mà mua cái cây mà có cái chậu như thế này luôn là một triệu ba em bao ship những cái cây mà dáng thế như thế này quý cô chú anh chị không gửi thì cứ việc um, nhắn tin qua zalo của em thì em sẽ quay và em gửi những cái cây nào chừng nào mà quý cô chú anh chị dự ý mới thôi ha em xin phép em đo hoành một em Dạ hoành trung bình em này xác thật là 29 ạ. À. 29. Dạ. Cao em nó là được 32. Cây này nó thuộc dạng như cây bay nha, bán thác đổ, cây bay cũng được, bán thác đổ cũng được. Tán bay em nó là 85 nè. Tán bay là 85. 1 triệu 300 em bao ship cây luôn chậu. Cây này là chậu uh, ship này kia nhiều tiền lắm nghe quý cô chú anh chị, nhưng mà em đang sale Em bán hành lý, em xeo cho giá nó mềm xíu để anh em mình, quý cô chú anh chị mình dễ giao lưu nè, bên nhà vườn em nè. Dạ. Em xin phép em đo cây nữa. Dạ. hoành em này là 32 nha quý cô chú anh chị, 32 đây, em đo ngay đây. Dạ. Cây này là thuộc dạng cây trực, uh, cành phóng. Dạ, cao em nó là 42 nè. Tán bay em này là 72 nha. Dạ em xin phép xuống hai cây này bên nhà vườn của em còn rất là nhiều cái mặt hàng mình đang sale giá mềm ha dạ linh sam thì 600 k đồng giá bao ship còn cái tớp lớn của em thì một k em bao ship đồng giá <laughs> và kế tiếp nữa là một cái tác phẩm em uh, mai chú thủy này là nu da đen có số anh em gọi là nuôi cây lại cũng là nó hàng này em nuôi trên chậu nay khoảng tầm 7 cho tới 8 năm dạ cái hàng này cây không còn thẹo cái thẹo này thẹo mới nha em mới làm lại cái thẹo mới nặng cho nó đừng có nảy vô mặt mình đừng có chối mặt mình thôi đừng chối mắt thôi hàng em cắt trực từng khớp từng khớp hết đế thì nguyên bệ luôn cây già nha cái sẹo này do em mới làm dạ nguyên một cái cây bay nha tán rất là già nha già khụ luôn cây này thường chậu ép chậu lâu lắm này quý cô chú anh chị mới làm lại do cái phơm tàn nó quá lớn quá rộng cho nên em làm lại để thể để, có thể cô quý cô chú anh chị có thể ngắm cái tán của nó với cái đường hân để cho nó rõ hơn ạ à. em cũng đang giới thiệu cái hàng này bên nhà vườn em cũng còn rất là nhiều luôn nha em xin phép em đo hai cái hoành bệ đế em nó đi ha dạ bệ em nó là tổng bệ bệ này hơi bị khó đo em đo chiều hao đi tổng bệ em nó là 49 50 kể như 49 đó và tới đây là hoành thân của em nó ha Hoành thân em đo ngay đây được 20 nha Hoành thân em đo ngay đây được 20 Dạ Thân vót đẹp nha Cây coi như là không xẻo Em mới làm lại cao có 23 Cao 23 thôi Tổng tán bay em này là được 66 nha quý của chú anh chị Cây này nói thật giá đồng giá giao lưu Là 7 triệu Em bao ship cây luôn chậu Bao sống luôn nha Bao sống bao chơi bao đẹp luôn Bao phê Cây này em làm rất là chi tiết luôn ạ bao phê mã số B28 nha quý của chú anh chị. Dạ em xin phép em xuống ra những hai em này. Nhỏ bầu lên kim để giúp anh tiền. À, rồi nhà anh uh, review cái me này giúp em. Rồi. Một cây me tầm lớn nha quý cô chú anh chị. Bên nhà vườn em còn cũng rất là nhiều rất là nhiều những cái tác phẩm me như thế này. Dạ, phơm tàn rất là ấm mịn rồi. Đó, em xây một vòng ha. Cây này đa số là cây quái này nha. Mà cũng tình thiệt. Cây này nó nó lớn, rất là lớn cho nên là trên vít có nó có vít cắt ở trên ngay cái ngọn để mà mình nói cái ngọn lên trên á. Hầu như là cây nào cũng có vít cắt là mình cũng tình thiệt vậy đó. Và những cây me này đường thân rất là đẹp luôn nha. Phơm tàn rất là mịn. Còn số lượng rất là nhiều. Rồi em quay một vòng rồi đó. Em xin phép em đo cái hoành cũ nè. Đo cái thông số hoành cũ, hoành thân. em đo chiều cao em nói ha. Hoành cũ em nó là 52 nha Trong khi đó là em đo em đo chuẩn có trừ hao luôn Dạ hoành cũ 52 Dạ kế tiếp là hoành thân Hoành thân em nó là 31 nhưng em kể 30 thôi Dạ mình đo trừ hao đừng cho nó tùy theo anh em tùy theo dùng miền đo ha Cao em nó là 68 Dạ tổng tán cành, cành, cành lã cành rớt của em nó là 98 Dạ em xin phép em xây một vòng Mã số em này là B23 B23 Toàn bộ cái clip này là B hết nha quý của chú anh chị Để mình dễ nhận dạng nè Rồi em xin báo giá 3.500k em bao ship em bỏ bầu nha quý của chú anh chị Dạ hàng này thần chậu rồi 3500... 3.500k em bao ship Em bỏ bầu Rồi em xin phép em xuống em này ha để Em lên những cái tác phẩm mini để bàn để cho anh em mình có thể nè Giao lưu ạ à và đây là một em kim quýt hàng này cũng dạng như cụ trào đây từ cái thời bổ đại tới bây giờ đây em mới vừa rồi em mới làm cái phơm tàn nó lại nằm trong cái chậu cho nên em nhổ ra để mà mình có thể là mà dễ ngắm cây này đáng lẽ là em quay clip trước luôn rồi nè cây rất là già sẹo hầu như là muốn hết sẹo luôn rồi chắc ở đây em nói em dựng ngọn lên bây giờ em nhổ chậu ra em làm cái phơm tàn ra làm cho anh dễ ngắm cái đường thân luôn ạ dạ em xin phép em đo cái hành cũ em này rồi hành thân ha hành đế trước đi hành đế em này nè em đo trừ hao nè 55 nè hành cũ em đó là 32 nè hành thân em nó là 18 trong khi đó em có trừ hao ha cái ngọn nối ở trên nè ngọn nối ở trên là 15 nè dạ cao em nó là 70 ha tổng tán tổng tán ngang em nó là 70 luôn nè đây em xây một vòng hàng này cốt rất là to rất là lực luôn nha hàng này cũng nuôi đùi á tìm từ cái hồi bảo đại tới bây giờ Quýt này là quýt tàu lúc trước là trái rất là nhiều luôn Do em mới xuống lá em làm được cái phơm ha Em đi nước nhiễn lại đặng cho dễ ngắm cái tán chứ thôi nó um tùm nó nhìn không có rõ ha Chỉ có duy nhất nhà vườn em có có một cây thôi Em đang thanh lý xả kho 3 triệu 2 200k em bao ship Bó bầu nha quý cô chú anh chị Hàng mà hàng thường chậu này nha Hàng lâu năm trên chậu á Rồi em xin phép xuống em này Mã số em nói là a 3 b 36 Rồi em xin phép em lên mấy cái tác phẩm Mai Chú Thủy nha Trung nu mini ha Hàng này hàng để bàn Hàng này rất là già Đây thôi mình để như này hai cây thôi mình ngắm cho nó tiện nè Đây Trên bàn xây của em á, gồm hai tác phẩm uh, Mai Chú Thủy mini Một cái hàng này là hàng để bàn Hàng đây hàng để bàn luôn Dạ hai cây đều là mai chú thủy mini ha hàng chung nu một em mã số là B04 và B02 nha. Dạ. B02 em giao lưu giá là 1 triệu. Em bao ship cây luôn chậu. Mà ngược lại là B04 ha. Thấy nó gọn vậy đó. Nhưng mà thật sự là cái giá của nó là 1 triệu 7 em bao ship. Lý do cây này hàng lùng lực. Em tán đầu đinh em nuôi nó lên ha. Em nuôi em ngọn. Hàng này là hàng bonsai đi. Hàng bonsai để bàn cây thường chậu yêu quý của chú anh chị. Đây. Cây thường chậu. Bên nhà vườn em toàn là cây thường chậu. ha Còn cây đây nó to hơn, cao hơn, rộng hơn. À, chỉ có 1 triệu em bao ship số lượng không hạn chế số lượng rất nhiều nhưng mà cái hàng tầm một triệu rưỡi đây số lượng cũng vài trăm cây ha em mang lên những cây đại khái thì nói chung là tiền nào của nấy quý cô chú anh chị ơi cây to bự hơn rộng hơn tàn đầu đẹp hơn mịn hơn mà thật sự có anh triệu do cái hàng đó là cái hàng nói chung là dùng từ chính xác là hàng tổng tổng mà để mình về mình chân chơi này kia mà vẫn nhìn vẫn đẹp vẫn phê nha bao phê rồi em xin phép em đo thông số hai em này em đây lùng lực nha lùng lực em này hoành nó có 19 nha 19 chuẩn luôn nha và cao 21 chuẩn nha tổng tán ngang em nó là 34 còn cái hàng này em giao lưu 1 triệu em bao ship hành em nó là 21 chuẩn nha 1 triệu em bao ship số lượng không hạn chế ha cao em nó là 33 rồi em xin phép xuống hai cái này Rồi, lên cây ổi tàu đi. Với ừ. uh... dạ. dạ xin phép trên bàn quay của em đây là hai tác phẩm ổi tàu dạ một em là đang thanh lý xã kho số lượng cũng khoảng uh, vài chục cây mà số là b 45 mươi ha Hàng này đang thanh lý xả kho 550k em bao ship còn số lượng rất là nhiều. Và dạ, kế đó là mã số 22 ha, B22 cũng là một cái tác phẩm mỗi tàu, số lượng tầm cũng phải khoảng vài trăm cây. Dạ. Hàng này em đang giao lưu là một triệu rưỡi nha, em bó bầu. Đó, tiền nào của nấy quý của chú anh chị. Hàng này là em giao lưu là 550 em bao ship. À, em để nguyên cái sọt nhựa này ha. Thì nói chung là tiền nào của nấy. Cây thì không phải là rẻ mà cây xấu nha, cây rẻ nhưng mà vẫn đẹp, tán nó vẫn mịn ha. Em xin phép em đo hành hành em ổi tàu này 550k là 1 14 hành 14 nha. Hành 14 cao là 28. Cây này thuộc gọi là cây bay ha, tán bay em nói là 60. Dạ, em xoay vòng rồi em đo cái cây lớn. Hôm nay em đang sale những cái cây này giá rất là mềm, em đang thanh lý xả kho. Rồi một số mẫu mặt mặt hàng như em đang là giới thiệu. Giới thiệu cái giá mềm. Đây, hành em lớn này là 18. Dạ. Cao em này đây là 43, 43 Dạ tổng tán em này là 53 và dạ, em bó bầu 1 triệu rưỡi 1 triệu rưỡi em à, em bó bầu hay em cho đi Em bao ship luôn nha quý cô chú anh chị 550k Em bao ship nhóm này còn rất là nhiều Rồi em xin phép à, em xây vòng để em xuống hai cái à, em này ha Rồi em review tiếp một cái cây me me này tầm mà tầm lớn nha đó hàng này khoảng ba người b nếu được giá cả hợp lý thì em cho bó bầu rồi em xin phép em xây em này một vòng nha để em chỉnh lại cho nó ngay do hàng này nó nặng đây mặt tiền em này me này me đọt đỏ nha quý cô chú anh chị đọt đỏ đọt đỏ hàng này hàng ngọt nha Cây này cũ rất là to luôn nha. Quái sấy lồng lộn luôn. Đó. Rồi em xin phép em đặt cái mã số em này là B33. Rồi em đo cái hoành nè. Hành bệ em này. Bệ nó trà thòn luôn nha. Nó là hình thú. Dạ nguyên cái hành bệ như thế này. Đây là 77 nè. Dạ. Cái cũ nó cuộn cuộn sấy sấy luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi rất là già rất là đen nè. Cũ nó sấy sấy cuộn cuộn luôn. Dạ, hoành thân em này là 33, 33 chuẩn có trừ hao. Cao 52 chuẩn có trừ hao. Tổng tán em này. Dạ, tổng tán là 95. Ừ. Phom tàn rất là mịn ấm luôn nha. Hàng độc đỏ nha quý của chú anh chị, hàng độc đỏ hết. Số lượng như nhà vườn của em với nhóm này cũng còn rất là nhiều luôn, tầm khoảng chừng 100 cây có hơn á. Tấp lớn. Nha, mặt sau của nó nè, nguyên một cái củ đặc sạch luôn. Đó. Rồi em xin báo giá. 4 triệu rưỡi. Em bỏ bầu em bao ship tới nhà. Cây này khoảng 3 người B á. Quý cô chú anh chị cũng nghĩ giùm em rồi đó. 4 người B. 3 người B. Em xin lỗi. 3 người B. 4 triệu rưỡi. Em bỏ bầu em bao ship. Rồi em xin phép em xuống cái này. Còn không anh? Hả? Dạ. Thôi em xin cảm ơn quý cô chú anh chị. Đã ủng hộ cái kênh em là TK cũng như, như là nhà vườn Minh Tiền của em trong thời gian vừa rồi. Em xin... À, chúc uh, quý cô chú anh chị cùng anh chị em toàn thể uh, mình có thật nhiều sức khỏe nhiều niềm vui làm ăn càng ngày càng phát tài phát đạt à. ạ dạ, em xin phép uh, em xuống uh, cái uh, clip này à. ạ dạ, em cảm ơn quý cô chú anh chị ạ à.